Ông Bình Sô, tại sao ông làm mất video của tôi? Ông biết mất video đấy tôi phải đánh bạc hay không? Tại sao? Từ từ đã, nhưng mà sao mà bị mất video? Tôi đã bảo ông rồi, đợt này mùa hè người ta hay cắt điện lắm. Tại sao? Dùng máy cây thì phải lưu mà chứ. Có bộ lưu điện ở đây, tại sao không lắp vào? Làm bộ lưu điện cơ mà. Nhưng mà tao edit bằng laptop mà thằng kia. Tôi xin lỗi. Thằng chốt tô với thằng edit video của mày mới bị mất điện chứ liên quan gì tao mà mày lôi cái tên tao ra mày chửi. Vẫn là mày. Mày cũng là. Chứ mày bỏ nó ra đi. Anh em văn phòng với nhau lúc nào phải nói năng nhẹ nhàng, tình cảm, giúp đỡ nhau đi lên chứ, tại sao mày dùng cái từ chửi bới người ta như vậy? Hôm nay em deadline cái bộ lưu điện em hứa người ta 7 lần rồi mà chưa review. Đúng rồi, thì hôm nay là deadline. Vì mày làm quá chậm và quá mất thời gian. Đã thế hôm nay tao sẽ ra tay cứu mày, lục phân tiền cứu Kiều Nguyệt Nga. Tại giúp mày review cái này là xong, mà mày sẽ tha thằng chốt tổ chứ gì. Đồng ý thế. Chốt tổ ra đây. Dạ. Hôm nay anh giúp mày đấy. Ok. Ui vui. Và đầu tiên thì sản phẩm mình đang có ở đây là một cái bộ lưu điện với cái tên được rút gọn đi rất là nhiều so với tên gốc của nó là APCBVX900LIMS. Và điểm thú vị là cái sản phẩm này bọn mình đã review cách đây vài năm về trước rồi. Và sản phẩm này có cái tên viết tắt đơn giản thôi là UPS. Bộ lưu điện này, rốt cuộc công dụng của nó là gì? Chắc chắn là ai ai cũng biết. Nào, Pazo vào đây. Có biết đây là cái gì không? Bộ lưu điện. Cái công dụng của bộ lưu điện là gì? Gai à. Thế bây giờ bảo không biết thì bảo là ai ai cũng biết thì làm nào. Thế bây giờ công dụng của bộ lưu điện là gì? Là lưu trữ điện. Thế sử dụng nó trường hợp nào? Mất điện. Thế mất điện thì mình phải dùng nó như thế nào? Thì mình cắm nó. Cắm cái gì? Cắm dây điện vào nó. Rồi, vì cái câu cắm nó cho em về chỗ. Thì cái thương hiệu Schneider thì có lẽ là nhiều bạn đã biết rồi. Bởi vì sao? Trên Google có nói rất rõ, đây là một thương hiệu của Pháp dẫn đầu về thế giới, sản xuất các sản phẩm từ quản lý điện năng, tự động hóa, các giải pháp thích ứng với ngành này. Và đặc biệt là nhãn hàng rất đề cao phát triển bền vững, hướng đến một thế giới không có carbon. Rồi, thế thì đi thẳng vào vấn đề. Đầu tiên là cái bộ lưu điện, cái tên nó đã nói hết công dụng rồi. Thứ nhất là nó sẽ lưu điện trong trường hợp những cái bạn nào mà sử dụng máy tính hoặc là nhà bạn có những cái thiết bị điện tử quan trọng, trong trường hợp mà tự nhiên xảy ra mất điện, nó sẽ tránh cái việc là xảy ra chập chờn hay là cũng như là bị hỏng hóc, đúng không ạ? Theo như mình test thì đơn giản cắm một cái máy cây ở đây thì sau khi mất điện có thể duy trì bộ máy tính làm việc trong vòng là 9 phút. Ê khoan, có 9 phút mà cũng làm bộ lưu điện, đúng là cái đồ cùi bắp ạ. Đấy là nhiều người không biết gì về bộ lưu điện, người ta sẽ nói như vậy. Nó có phải là cái sạc dự phòng đâu mà các bạn định gắn cho nó chạy cả ngày à? Nó chẳng qua là đề phòng là có tai nạn xảy ra thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể lưu trữ dữ liệu trước khi tắt máy thôi nha các bạn. Ngoài ra thì các bạn sẽ nhìn thấy này, tôi sẽ cho các bạn coi. Ở phía sau lưng của bộ lưu điện này thì nó sẽ có hai ổ cắm. Và chúng ta sẽ có một cái ổ nguồn ở đây là ba chân các bạn cắm vào và hoạt động. Và anh em có thể cắm nhiều thiết bị. Nó có chức năng là bảo vệ chống sét lan truyền. Tức nghĩa mà sét đánh chúng bạn ấy thì bạn đi. Nhưng mà nếu mà nó sét đánh vào nhà thì tất nhiên là đã có cái thiết bị này nó bảo vệ nha mọi người. Hay là bạn nào nhà có tivi này, các bạn bóng đèn, rất nhiều những thứ mà nếu mà chẳng may mà sét đánh dễ bị ảnh hưởng thì các bạn nên trang bị cái bộ lưu điện này để bảo vệ cái thiết bị điện của nhà mình. Bên cạnh đấy, về điện thì nó có rất nhiều vấn đề thường xuyên xảy ra như là mất điện, ngoài mất điện là còn có sụt áp này, tăng áp này, nhảy số này, tiền điện tăng này, các kiểu. Cách sử dụng thì rất là dễ nha. Trong cái hộp này thì trang bị sẵn dây nguồn anh em cắm vào, và phía sau các bạn sẽ cắm tiếp là cái dây nguồn máy tính vào trong này. Nó sẽ là một thiết bị trung gian để mà chúng ta có thể bảo vệ được chưa ạ? Và nó có thể tự động điều chỉnh cái nguồn điện áp, vì thế nên các bạn sẽ không lo lắng là chúng ta phải suy nghĩ gì, các bạn chỉ việc cắm vào cũng như sử dụng thôi. Ở phía sau này có một cái màu vàng cam, đây là một cái chốt an toàn để ngắt kết nối với lại ắc quy nhé các bạn. Thì khi mà các bạn định vận chuyển mà sợ va đập hoặc rung lắc thì các bạn sẽ rút cái chốt này ra để mà nó đảm bảo được sự an toàn. Còn nếu bình thường sử dụng á thì các bạn không nên rút cái chốt này ra. Bởi vì đây là một trong những cái tính năng độc quyền của các sản phẩm của APC mới có. Tuy nhiên thì nó sẽ hơi bị khó tháo nha. Tất nhiên nó phải khó tháo thì mới gọi là chốt an toàn, nhưng mà cái chốt mà ai người ta cũng tháo được thì còn gì là an toàn nữa, đúng không nào? Và các bạn chỉ cần bấm giữ cái nút nguồn thì lập tức nó hoạt động và nó sẽ có đèn LED báo hai bên màu xanh như này, anh em biết cái trạng thái. Và khi mất điện thì thiết bị sẽ tự động chuyển sang chế độ sử dụng ắc quy, cùng với đó là sẽ có tiếng píp thông báo vào tầm khoảng là cứ 30 giây nó sẽ kêu một lần trong suốt quá trình sử dụng chế độ ắc quy. Nếu anh em mà bị cảm thấy mà điếc tai quá thì các bạn tắt đi bằng cách là nhấn đúp vào nút nguồn này hai lần thì lập tức nó sẽ không kêu. Ngoài ra đèn báo này thì sẽ có chuyển sang cái màu đỏ nếu mà trong quá trình sử dụng nó bị lỗi, màu xanh thì vẫn cứ là ok. Về thiết kế thì con này thì nó khá là nhỏ gọn, tất nhiên là nhỏ gọn so với những cái bộ lưu điện bình thường thôi. Cân nặng của nó thì bằng một cái tạ mà mình nâng bằng một tay là 4 cân. Nhưng mình không nói các bạn là mình nâng được mấy cái. Và bản thân cái sản phẩm này thì được thiết kế nó gọn gàng và đẹp.
bề mặt của nó là nhám mờ, trông bám mồ hôi và dấu vân tay, không tặng kèm tai nghe cũng như là cái ốp lưng đi kèm. Các bạn không cần những thiết bị đấy bởi vì hai bên này chúng ta đã có khe tản nhiệt. Và cái mức giá ở con này thì hiện tại là mình xem nào. Hôm đó là thằng Khôi nó mua là 1.299.000. Đây là mức giá khá là dễ tiếp cận, đặc biệt là với những anh em đề cao cái dữ liệu của mình hơn. Các bạn nghĩ mà xem, một project video trị giá khoảng 3 tỷ đồng mà tự nhiên chúng ta làm mất video làm lại từ đầu, có phải là căng thẳng không? Các cái hãng phim lớn như là Walt Disney này hay là cũng như là Universal Pictures thì không biết đang dùng thiết bị gì, nhưng mà ở hãng phim Vật Vờ Studio thì đang dùng cái sản phẩm này. Còn bên cạnh đấy thì các bạn đừng có lo lắng về độ bền, bởi vì nó cực kỳ chắc chắn. Mình thử với gõ với búa này, không hề hấn một chút nào, phía trước luôn này, phía sau này, cực kỳ chắc chắn luôn các bạn ạ. Và bên cạnh đấy nó được bảo hành lên đến là 3 năm. Các bạn ngoài sửa và thậm chí có thể là một đổi một, điều mà chỉ có APC làm mà thôi. Đấy, thì như vậy tôi đã thay Khôi hôm nay review cho các bạn về cái sản phẩm bộ lưu điện. Thực sự ra mà nói, cái hiện trạng mất điện này còn diễn ra rất nhiều nơi trên thế giới. Các bạn lưu ý một số quốc gia châu Âu bây giờ còn có mùa đông sớm nữa cơ. Tại vì người sao? Người ta bây giờ đang đi gom củi về để đốt sưởi ấm nữa là. Ở Việt Nam chúng ta có những bộ lưu điện này có phải dùng sướng hơn không? Các bạn hãy cùng like cho em bè, hẹn các bạn các video lần sau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.